Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất tại các nhà xưởng, thì việc đầu tư một chiếc máy phát điện là sự lựa chọn thích hợp. Hôm nay, hãy cùng Lạc Hồng điểm qua 3 lưu ý khi lựa chọn mua máy phát điện mà bạn cần biết ngay sau đây. Một, chọn máy có công suất phù hợp. Lựa chọn công suất máy là điều quan trọng đầu tiên trước khi bạn đưa ra quyết định đầu tư cho mình một chiếc máy phát điện để phục vụ sinh hoạt. Bạn cần xem xét các trang thiết bị sử dụng điện tiêu thụ khoảng bao nhiêu điện năng để lựa chọn máy có công suất phù hợp nhất. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng, gia tăng tuổi thọ cho các thiết bị điện, việc mua máy đúng công suất so với nhu cầu sử dụng còn giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. 2. Hiệu suất làm việc và thời gian hoạt động thực tế của máy. Hiện nay trên thị trường có đa dạng chủng loại máy, có dòng hoạt động được trong 4 đến 8 giờ phải cho máy nghỉ ít nhất 1 giờ và cũng có những dòng máy có thể vận hành liên tục trong thời gian dài. Tùy vào nhu cầu sử dụng khác nhau mà anh chị có thể chọn cho mình dòng máy phù hợp nhất. 3. Loại động cơ sử dụng phù hợp với nhu cầu và khu vực sống. Việc lựa chọn động cơ chạy xăng hay chạy dầu diesel sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng và ngân sách của anh chị. Động cơ chạy xăng với ưu điểm máy vận hành êm, khí thải sạch, máy gọn nhẹ phù hợp sử dụng trong gia đình. Động cơ chạy dầu diesel với ưu điểm vận hành mạnh mẽ, độ bền cao, chi phí nhiên liệu thấp nhưng lại có tiếng ồn lớn phù hợp với nhà máy, nhà xưởng sản xuất. Trên đây là 3 lưu ý chọn mua máy phát điện mà bạn cần biết để có thể chọn cho mình sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.